Phần yêu, cộng đồng người Việt quốc gia tại Charlotte, North Carolina nhận được tin buồn cô Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh, thường gọi là Quách Linh, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1974 tại Việt Nam, được về nhà Chúa ngày 12 tháng 4 năm 2021 tại Charlotte, North Carolina, hưởng dương 47 tuổi. Cô rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, đã từng giữ vai trò phó chủ tịch cộng đồng, giúp đỡ hội cao niên, hướng dẫn thi quốc tịch, làm thủ tục xin tiền già, vân vân. Thứ Năm ngày 15 tháng 4 năm 2021, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, phát tang và thăm viếng tại nhà quan GB Talent. Thứ Sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021, thánh lễ an táng lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ St. John Newman Catholic Church. Toàn thể cộng đồng và các đoàn thể chân thành chia buồn đến tang quyến, nguyện xin Thiên Chúa thương xót linh hồn Maria sớm được vào hưởng nước trời. Thay mặt ban chấp hành, Nguyễn Thu Hương, chủ tịch cộng đồng. Kính thưa quý vị, kính thưa tăng quyến, tôi là Bùi Văn Bằng, được hân hạnh biết được cháu Quách Linh, cũng như nãy chị chủ tịch đã nói là Quách Linh là người đã thành lập được đài phát thanh ở tại Charlotte này và đã mời tôi phụ trách về vấn đề kinh tế. Anh chị Thu Hương chia sẻ về cảm nghiệm sống, anh Hưởng thì chia sẻ về xã hội, vân vân. Và từ đó chúng tôi đã biết được cháu Quách Linh, và cháu Quách Linh luôn luôn gọi tôi bằng chú. Và sau đây, qua những sự mà chúng tôi gặp được cháu Quách Linh và có những nhận xét, cảm nhận được về những gì mà cháu Quách Linh đã thể hiện, cũng như người em của Quách Linh là Sơn đã nói, làm việc cho thiên hạ. Quả đúng như vậy. Đó là chính trong gia đình đã có một cái sự nhận xét, tức là thường thường nôm na của người Việt Nam mình nói là ăn cơm nhà vạn ngà voi, thì người em của Quách Linh đã nói là việc cho thiên hạ. Sau đây, đây là những sự nhận xét của cá nhân tôi về cháu Quách Linh. Cuộc sống không ngừng chạy, mọi người được sinh ra dù giàu sang hay nghèo khó, rồi cũng sẽ về với lòng đất. Cô Quách Thị Mạnh, Quách Linh, thường gọi là Quách Linh, cũng không tránh khỏi ngày 12 tháng 4 năm 2021, cô đã được Thiên Chúa gọi về để hưởng hạnh phúc nước trời. Sau 47 năm trên dương thế, cô đã để lại một sự tổn thất lớn lao cho gia đình, đặc biệt cho những người con còn non trẻ. Nỗi đau này không có gì bù đắp nổi. Các con đã mất đi người mẹ đầy trìu mến yêu thương. Gia tộc đã mất đi một phần tử thân thương. Cộng đồng người Việt đã mất đi một người đồng hương đầy nhiệt huyết, tình nghĩa đồng bào. Cô đã ra đi theo tiếng gọi của quy luật của tạo hóa, và để lại cho các con cũng như người thân một niềm thương tiếc vô hạn. Trong cuộc sống dương thế, tôi xin mở nội dung của bài hát Cát Bụi để nói lên tâm tình của cháu Quách Linh đã sống với cộng đồng người Việt cũng như trong gia đình. Mà tôi xin được lặp lại một lần nữa là gia đình đã nói chính trực, em Sơn là em ruột của Linh đã nói làm việc cho thiên hạ. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Kiếp nhân sinh chỉ là khói tạm của trần gian. Dù giàu nghèo khi xa kiếp con người về với các bụi mờ, thì cũng đều đổi đôi tay trắng. Đó là lời của tác giả Hà Sơn đã nói lên trong bài nhạc Cát Bụi Cuộc Đời. Cho nên cháu Quách Linh, thường gọi là Quách Linh, đang nằm đây đã được tấm chân tình của tất cả mọi người chúng ta hiện diện trong nhà quà này thật đông đủ, đã đủ nói lên tình mến, tình thương, tình nghĩa đồng bào. Giờ đây có thể nói rằng chúng ta xin được vĩnh biệt
cháu Quách Linh. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria được lên chỗ nghỉ ngơi muôn đời. Chúng tôi thành kính thương yêu đến tam quyền.